Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mời các bạn cùng admin điểm qua về tin chính cho ngày hôm nay. MU dẫn đầu ký đam phai nọ 4 bom tấn hè. Rõ ba siêu sát thủ trong tầm ngắm của MU. Ten Hag và Sergio bắt tay rõ kế hoạch đi chợ của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU dẫn đầu ký đam phai nọ 4 bom tấn hè. Tương lai của Denzel Dumfries đang được đồn đắn nhiều vì hợp đồng của anh tại San Siro sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025 và các cuộc đàm phán gia hạn đã bị đình trệ. Theo Tuto Sport, Inter không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về lương của cầu thủ người Hà Lan. Điều này đồng nghĩa với việc họ đưa ra quyết định bán anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024. Báo cáo tuyên bố rằng MU đang dẫn đầu trong cuộc đua giành cầu thủ 27 tuổi với việc Inter đưa mức giá yêu cầu 40 triệu euro. Tuy nhiên, một kỳ euro năm 2024 ấn tượng có thể khiến giá của Damphai tăng lên. Do đó, MU đang ra sức tìm cách đoạt được thỏa thuận trước khi bắt đầu. Damphai bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Sparta Rotterdam trước khi chuyển đến Herenveen rồi PSG Eindhoven. Anh đã có 124 lần ra sân cho PSV ghi được 16 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo, con số ấn tượng của một hậu vệ phải. Chuyển đến Inter vào mùa hè năm 2021, Đam Phai mau chóng khẳng định mình khi ra sân 119 lần ghi 10 bàn thắng và cung cấp 19 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, Danny cho hay đồng sở hữu mới của MU cùng đội ngũ của ông đang có kế hoạch mang về hai trung vệ trẻ và bốn cái tên nổi lên trong danh sách rút gọn. Thông tin đoan báo, Zara Brongate của Everton là một trong những mục tiêu hàng đầu của MU. Tuy nhiên, đội bóng của Eric Ten Hag sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Arsenal, Chelsea và Real Madrid. Ngoài Bronwet, quỷ đỏ cũng đang theo dõi Antonio Silva của Benfica, Jim Cretoribo của Nid và cầu thủ trẻ Anthony Rojo của Anin. Tàu Football Insider cung cấp thêm Everton có thể bán Bronwet với khoản phí lớn ở hè này. Mùa hè vừa qua, mẫu chi tiêu không ít mang về những Mason Mount, Andre Onana, Ramut Hainul. Tuy nhiên, có máy của Eric Ten Hag đã không hoạt động chân chu bởi ảnh hưởng không nhỏ của chấn thương cùng sự sao sút của hầu hết trong đội hình. Với sự hiện diện của Sir Jim ở Old Trafford, Erik Ten Hag được cho sẽ bị cắt quyền to, không còn quyền phủ quyết liên quan đến mua sắm của MU. Rõ ba siêu sát thủ trong tầm ngắm của MU. Erik Ten Hag muốn ký thêm tiền đạo đẳng cấp để hỗ trợ cho tài năng trẻ người Đan Mạch. Theo Daily Mail, MU đã có sẵn trong tay danh sách các mục tiêu tiềm năng đáng kể nhất là ba trường hợp: Victor Osimhen, Ivan Toney và Mandy Taremi. Trong số này, tenancy của Botto phù hợp với nguồn ngân sách vừa phải, tiền đạo Iran sẽ hết hạn hợp đồng với Botto vào cuối mùa 2023-2024. Ten Hag và Sergejm bắt tay dọn kế hoạch đi chợ của MU. Sự xuất hiện chính thức của Sergejm Zakharip tại MU chắc chắn sẽ mang đến một diện mạo mới cho Quỷ Đỏ. Người đàn ông giàu nhất nước Anh tuyên bố sẽ đầu tư mạnh để giúp câu lạc bộ. Lấy lại ánh hào quang khi xưa, trước mắt ông đã lên kế hoạch là mới sân vận động Old Trafford, nâng sức chứa của sân này lên con số hơn 90.000 chỗ ngồi. Dĩ nhiên, Sergejm sẽ làm việc nghiêm túc với các bên liên quan để cải tổ đội hình MU trong mùa hè tới. Bàn về vấn đề này, Erik ten Hag cho biết chắc chắn tập đoàn Ineo của Sir Jim Ratcliffe sẽ không mang về những cầu thủ mà huấn luyện viên không mong muốn bởi vì điều đó sẽ không hiệu quả. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau đưa ra những gợi ý mang cầu thủ về và thảo luận đó là cách họ muốn làm việc. Ở trường ngược lại, MU sẽ cho làm việc quyết liệt để chia tay những người thừa. Những không thần như Casemiro, Rafael Varane hay Anthony Martial có thể sẽ không còn khoác áo MU sau khi mùa giải này khép lại. Fabrizio Romano hé lộ cầu thủ không thể đụng đến ở MU. Trao đổi về Kobe Mano, Fabrizio Romano đã dành lời khen ngợi đến tiền vệ này sau màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Romano khẳng định Mano thực sự là cầu thủ không thể đụng đến của Man United và họ cũng chưa bao giờ có kế hoạch cho mượn Mano. ghi giả người ý cho biết, Kobe Mano, cầu thủ trẻ tài năng của Manchester United đang tiếp tục gây ấn tượng và điều đáng chú ý là cậu ấy không bao giờ có thể được đem cho mượn mà U luôn muốn Kobe Mano góp mặt trong đội 1 hơn là để cậu ấy rời đi theo dạng cho mượn. Điều quan trọng đối với Man United là khiến Mano cảm thấy mình quan trọng kể từ ngày đầu tiên. Mùa giải năm nay, Kobe Mano có tổng cộng 11 lần ra sân cho MU tại hạng Anh và anh đã đá chính trong toàn bộ các trận đấu này. Đối với một cầu thủ 18 tuổi, đây rõ ràng là một con số đáng nể và không quá khi nói rằng Mano thực sự đã trở thành trụ cột của đội chủ sân Old Trafford. Sir Jim Tuckernip cảnh báo các cầu thủ MU ngay sau khi hoàn tất thương vụ mua 25% cổ phần của MU, Sir Jim Ratcliffe đã bày tỏ mong muốn tìm ra phong cách chơi bóng hợp lý nhất dành cho Quỷ Đỏ trong thời gian tới. Ông nói, "Còn này chúng tôi vẫn đang tranh luận xem phong cách mà chúng tôi muốn chơi là gì. Nếu bạn nhìn vào Man City, họ biết chính xác điều đó và tất cả 11 cầu thủ trong đội hình đều biết phải chơi như thế nào. Chúng tôi cần phải làm điều đó, nhưng tôi nghĩ xét về bản chất của các cầu thủ, bạn muốn MU chơi thứ bóng đá tấn công thú vị, đầy sức trẻ, bạn muốn những cầu thủ cam kết chiến đấu hết mình với câu lạc bộ, chơi đủ 90 phút, đó là những mẫu cầu thủ bạn muốn chơi cho MU." chúng tôi sẽ không chuyển từ phong cách của Jose Mourinho sang Pep Guardiola. Đó không phải cách chúng tôi sẽ điều hành câu lạc bộ. Nếu không, bạn sẽ liên tục thay đổi mọi thứ từ huấn luyện viên đến việc chọn sai đội hình. Chúng tôi sẽ không làm điều đó. Trong bóng đá hiện đại, bạn cần phải quyết định con đường của mình là gì và đi theo con đường đó. Jim Mane cho rằng khoản đầu tư của ông vào MU sẽ mang lại thành công về mặt thể thao cho câu lạc bộ mà ông đã ủng hộ khi còn là một cậu bé và nó không về bất kỳ lợi ích cá nhân nào. Ông nói. Nó được điều hành bởi trái tim. Đây không phải là một khoản đầu tư tài chính đối với tôi. Nếu tôi muốn đầu tư tài chính, tôi sẽ mua một công ty hóa chất khác. Đây là một trong những thử thách lớn nhất trên thế giới. Nó là một thử thách rất xứng đáng và rất thú vị. Lý do duy nhất tôi tham gia là vì tôi muốn thấy mẫu u khôi phục ngại về thế của nó. Tôi có thể thiên vị, nhưng tôi tin rằng đây là câu lạc bộ lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Họ nên chơi thứ bóng đá vĩ đại nhất thế giới. Bán Sancho cộng 3 quần nợ, mẫu U dự thu 50 triệu bảng. Theo truyền thông Anh, với việc đã chi 550 triệu bảng trong những kỳ chuyển nhượng gần đây, MU buộc phải làm tốt kế hoạch thanh lý đội hình trước khi hướng đến phương án bổ sung nhân sự. Ở thời điểm hiện tại, quỷ đỏ đã liệt tên một số ngôi sao nằm ngoài kế hoạch và sẵn sàng thanh lý họ khi phiên chợ mùa hè mở cửa. Theo nhà báo Matt Matthew, MU dự kiến sẽ chia tay bốn ngôi sao bao gồm Jadon Sancho, Sancho, Donny van der Beek, Facundo Benetti và Hannibal Mbappé. Tất thảy trong số họ đều bị để đi hồi tháng riêng theo dạng cho mượn. Sancho trở lại đầu quân cho Dortmund, van der Beek gia nhập Phước. Facundo Benici và Hannibal Mabry chuyển đến Tây Ban Nha. Ngoại trừ Sancho, tất cả họ vẫn chưa thể hiện được nhiều trong môi trường mới, vì thế mà U hy vọng kiếm về hơn 50 triệu bảng từ bốn cái tên này. Nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ cộng với việc quỷ đỏ hoàn thành mục tiêu giành top 4, họ sẽ bổ sung một số khoản tiền, khoảng 90 triệu bảng và ngân quỹ, con số đủ để xuất hiện một bom tấn tại Old Trafford. Marcus Rashford nhận cảnh báo về việc gia nhập PSG thay Mbappe. Marcus Rashford đã chẳng cột mốc khi bàn ấn tượng với 30 pha hợp công ở mùa giải trước, Nhờ vậy, cầu thủ người Anh đã nhận được một bản hợp đồng mới ở MU và được đánh giá vươn lên hàng ngũ đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, Rashford đã sa sút tệ hại ở mùa giải năm nay, anh chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 29 lần ra sân trên mọi đấu trường. Rashford cũng gây ra nhiều tranh cãi về thói vô kỷ luật ở bên ngoài sân cỏ, điều này khiến người hâm mộ đặt ra câu hỏi về khát khao cống hiến của Rashford cho Man United. Cựu cầu thủ nước Ít Saha cho rằng việc Rashford chuyển đến PSG là hợp lý nhưng không phải lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đã thấy các cầu thủ Anh bị săn lùng bởi các truyền thông trong quá khứ, nhưng tôi không cho rằng Rashford nằm trong nhóm đó. Nhưng khi bạn ra ngoài chơi khi không được phép và bị bắt gặp thì đó là đội của bạn. Radford phải hiểu rằng cậu ấy đại diện cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tên tuổi của cậu ấy có tính tâm và cậu ấy sẽ nhận được sự chú ý từ truyền thông. Chuyển đến PSG có thể thay đổi mức độ chú ý nhưng cậu ấy cũng sẽ gặp áp lực khổng lồ ở đó. Mbappe cũng nói đều tương tự về áp lực cậu ấy đang phải nhận ở giải bóng đá Pháp. Cậu ấy nói rằng mình bị soi mói quá nhiều ở Paris. Tuy nhiên việc chuyển đến Real Madrid chẳng thay đổi gì với cậu ấy bởi vì áp lực ở hai nơi là khổng lồ chỉ khi bạn ở một câu lạc bộ nhỏ hơn thì mới ít áp lực hơn. Nếu Rashford rời Man United, bên đó tiếp theo sẽ là một câu lạc bộ có kỳ vọng khổng lồ. Cậu ấy phải giữ tập trung và hiểu rằng áp lực vẫn ở đó. Tôi không nghĩ việc Rashford chuyển đến PSG trong tương lai thương vụ này hợp lý nếu như Mbappé rời đi. Nhưng tôi không nghĩ cậu ấy gặp ít áp lực hơn. Cậu ấy phải cải thiện lối chơi của mình, ghi nhiều bàn thắng hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!